Tính từ 18 giờ ngày 18 tháng 10 đến 6 giờ sáng ngày 19 tháng 10, Phú Thọ ghi nhận 3 ca dương tính mới tại thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao. Kể từ ngày 13 tháng 10 đến nay, toàn tỉnh có 128 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trên địa bàn tỉnh phát hiện 23 ổ dịch trong cộng đồng thuộc thành phố Việt Trì, 12 ổ dịch, huyện Lâm Thao, 7 ổ dịch và huyện Phù Ninh, 4 ổ dịch. Toàn tỉnh hiện có 1.176 F1, 6.527 F2, và 1.604 F3 đang được quản lý theo dõi và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp. Đánh giá cấp độ dịch theo nghị quyết 128 của chính phủ, toàn tỉnh ở cấp độ 2, cấp huyện, thành phố Việt Trì ở cấp độ 3, hai huyện Lâm Thao và Phủ Ninh ở cấp độ 2, các huyện thị còn lại ở cấp độ 1. Cấp xã, toàn tỉnh có hai xã ở cấp độ 4 là xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì và thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao ba xã ở cấp độ 3 là xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao và xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, 9 xã ở cấp độ 2 và các xã phường thị trấn còn lại ở cấp độ 1.